Khi siêu thị xuất hiện ở Việt Nam, người ta lo lắng rồi đây, chợ trời, chợ truyền thống sẽ bị diệt vong. Nhưng đến hôm nay, các chợ truyền thống có tổ chức hay tự phát vẫn mọc lên mỗi ngày. Do đâu mấy chục năm trời siêu thị máy lạnh, nhân viên lịch sự, hàng hóa bày biện ngay hàng thẳng lối, các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, giao hàng miễn phí tận nhà vẫn không đánh bại được chợ trời nhem nhuốc sình lầy, nắng khô mưa dột. Đó là vì cái gọi là văn hóa. Mấy chị mấy cô Việt Nam có tính buôn dưa, ra đến chợ là phải tụng năm tụng ba. Bà đi trước khoe bà đi sau, tôi mới mua con cá lóc ở sạp cuối vừa tươi vừa rẻ. Bà Năm mua thịt khoe với bà ba, tôi mua về kho tiêu cho đứa con dâu mới sanh. Rồi thêm cái vụ hỏi, biết là hỏi người ta có nói thật hay không nhưng cứ hỏi với trả giá. Tôm bữa nay tươi không chị? Trời ơi tươi nháy nè. Nhiêu ký vậy? 220. Trời ơi mắc vậy chị? 180 thôi nha. Đó, ở Việt Nam người đi chợ đa số là phụ nữ. Mà phụ nữ tất nhiên là nhiều chuyện, ngắt đi cái thú vui đó của họ là không có được. Đi chợ ngoài nhu cầu mua bán còn để giao tiếp, giao lưu, xả xì chết, nói xấu mẹ chồng, chửi em chồng, tố con nhỏ kia cặp ông già, tố con mẹ kia bổ trai trẻ. Tất tật vạn sự ấy ngoài chợ trời có hết. Vô siêu thị tự lựa, tự cân, tự gói, mua ngoài chợ đứng chỉ trỏ, người bán bốc, hốt, lụm bỏ bịch, cân, tính tiền. Gặp người khéo miệng thì, chị để em lựa cho chị mấy trái non non nha. Người mua nghe vậy cũng giao phó cho người bán lựa lựa. Còn có lựa cái gì thì ông trời mới biết. Vậy nhưng mà vẫn vui, mua trái bí được thêm hành ngò quen rồi. Vô siêu thị là bí tính tiền bí, hành tính tiền hành. Đi chợ trời hiếm khi mua ớt vì hành ngò, chanh ớt vốn là thứ để thêm chứ ít khi bán. Siêu thị đâu có vụ này, mà không có là tất nhiên thượng đế hỏng có rui. Sau này các siêu thị còn có thêm khu ẩm thực nhưng người ta vẫn thích lê lết quán xá ọp ẹp hơn. Vô siêu thị ăn uống chỉ có đám tin vô đó chơi game rồi quẹo qua ăn luôn cho tiện chứ người lớn hiếm khi vô đó ăn. Vì sao? Nguyên liệu để nấu mấy món ăn từ đâu ra? Từ bên khu tươi sống bán ế đem nấu lên bán chứ đâu. Bọn trẻ con nó không tinh miệng chứ người lớn ăn vào biết ngay. Bọn trẻ trâu nhìn bàn ghế inox sáng bóng với máy lạnh phà phà thì ham hố. Chứ người lớn họ biết đâu mới là nơi đáng ăn. Vào siêu thị mua thẻ, món ăn thì bày sẵn lạnh tanh, nguội ngắt. Ưng gì chỉ vào đó có nhân viên chan nước lèo lên. Ăn hay không ăn kệ mày, tiền trả rồi không ăn thì bỏ. Ra quán ấy hả, nước trong hay nước béo, nhiều thịt ít bánh phở, bỏ hành phi không bỏ hành lá, nhiều huyết không đậu hũ, giá sống hay giá trụng, bắp chuối hay muống bảo. Cái quần gì chủ quán cũng chiều hết, bít tết mà đòi kỹ, ok chị chiều em luôn. Một phần bít tết hai đĩa khoai tây cũng được, có dăm 30 ngàn chủ quán chiều mày tới nóc. Vậy nên siêu thị với chợ trời vẫn còn đang trên sàn đấu, bất phân thắng bại. Một dạo các bố ngồi trên ra cái chỉ thị hiếu phải theo kích cỡ, màu sắc đúng quy định, ôi cái định mệnh. Bảng hiệu ngoài chức năng xưng danh với thiên hạ, nó còn thể hiện cá tính, sở thích của chủ đầu tư cũng như đặc điểm riêng của sản phẩm hay dịch vụ đó. Bảng hiệu của một cơ sở khác nào bộ cánh của mỗi cá nhân. Thế mà các bố bắt người ta mặc đồng phục giáo cả. Đến một khu phố không còn nhận ra tiệm nào với tiệm nào, khu mua sắm mà nhìn như chung cư. Cũng may các bố nhận ra cái sự ngu của mình nên đến hôm nay đã thoát được cái ách đồng phục. Không thì cả nước lại như cái tổ ong, lỗ nào cũng như nhau. Như đã trình bày ở trên, mỗi dịch vụ phải đáp ứng được hai yếu tố, thứ nhất là hình thức, thứ hai là văn hóa. Tự nhiên cả thành phố chỗ nào cũng xanh lè xanh lét cái xe hủ tiếu, làm sao người ta phân biệt được chỗ nào sợi hủ tiếu dai, chỗ nào xí quách mềm, chỗ nào nước lèo đậm. Mà cái này là vốn thuộc khẩu vị của người ăn. Họ tùy vào sở thích mà đi tìm quán đúng vị. Thứ hai, cái này mới quan trọng nè, cái gì thuộc về thói quen khó bỏ lắm. Người ta đã quá quen với hình ảnh những xe hủ tiếu tự chế, bên dưới thùng gỗ hoặc inox đựng đồ nghề và nồi nước lèo, bên trên là tủ kiếng nhỏ đựng mì, hủ tiếu, xí quách, bò viên, ân, ờ. Và tất nhiên chẳng xe nào giống xe nào, tùy nhu cầu và khả năng của chủ xe. Có cái xe được độ lên từ chiếc ba gác cũ, nhìn cũng hay hay. Chiều chiều thằng chồng cong đít đẩy chiếc xe, con vợ đi sau xách cái xô với chồng ghế. Ra đến nơi vợ lo trụng củi, chồng lo xếp bàn. Khách đến tự kéo cái ghế ba chân rưỡi đặt đít xuống, mặt ghế tách đôi, ngồi một hồi đứng lên quần bị kẹp lại ghế. Vừa ăn vừa lo trật tự nó kéo đến chủ thì lo đẩy xe, khách thì bưng tô chạy. Có hôm đang ăn mà mấy anh chuột ở cái cống gần đó chui lên đứng chờ cục xương khách đang gặm. Duma, thiệt là cảnh tượng lãng mạn vô tiền khoáng hậu tới Shakespeare cũng không viết nổi.
Cái tô bưng ra bên trong có hủ tiếu rồi không biết nó dơ hay sạch nhưng bên ngoài thì nhơm nhớp. Thắc mắc hỏi chị ơi sao tô dơ quá vậy, sẽ được nghe một giọng Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó phân trần, rửa sạch chứ hè. Em cứ an tâm em đi, rau thịt chị cũng lồm sạch sở. Đấy, cái hồn của hủ tiếu gõ nó nằm ở chỗ nó bình dân, cũ kỹ, lùi sủi và dơ, vừa ăn vừa chạy, vừa ăn vừa chê, vừa ăn vừa chửi, vừa ăn vừa khinh, vừa ăn vừa tự nhủ lòng ăn lần này không bao giờ ăn nữa, vừa ăn vừa đuổi chuột, vừa ăn vừa sợ về nhà ẩy chỉa mà vẫn cứ ăn. Và quan trọng là trong túi chỉ còn có 20-25k thì vẫn ung dung được một tô ấm bụng mà vẫn đủ protein, lipid, lactis. Chứ vào phở hòa, pasta hay liến húa rồi về nhịn 3 ngày thì em nghĩ nhiều bác chọn cái kiểu vừa ăn vừa chửi chuột lắm hề. Một tí nữa đây lại tiếng xóc xách của chiếc xe phía hẻm sau. Con vợ xách cái xô, thằng chồng đẩy cái xe. Chiều đếch nào cũng vừa đẩy xe vừa cự nhau. Tiếng năm eo mình có nghe được cái chó gì. Ngay khi gió nào cũng hóng coi hai đứa nó chửi cái gì mà mình không hiểu được. Thôi, không en tách đèn đi ngủ chứ hóng quần gì.